Đạo mẫu tức là đạo Khổng Tử và em thờ đạo mẫu. Em đến với cuộc thi idol này với mục đích gì? Dạ thưa, với tất cả những cái tâm nguyện lớn lao của mình, em xin quyết tâm giành được cái giải nhất của Việt Nam Idol với mục đích rất là bình thường nhỏ bé thôi, bởi 600 triệu nó không là gì cả, nhưng nó cũng sẽ giúp được rất nhiều những các em bé nghèo, người già đơn côi, rồi những chùa mà nghèo chưa được nhà nước hoặc là ai đó quan tâm để xây chùa. Em có tự tin mình sẽ trở thành quán quân Việt Nam Idol 2012 không? Với khả năng của mình, với cái tâm nguyện lớn lao của mình, với sự gia hộ của Phật Tiên Thánh Thần, em tin chắc chắn em phải được giải nhất. Chắc chắn? Chắc chắn. Nếu như không thì sao? Nếu như không thì có nghĩa rằng là phải xem lại ban giám khảo. Ok. Và thêm một tí điều này nữa, đó là em nghĩ rằng khi em lên hình, tất cả các thí sinh, phàm là Phật tử đều ủng hộ em, phàm là những người có lòng yêu thương con người đều ủng hộ em. Nếu chiến thắng trong cuộc thi này thì em có bọn nhà chùa mà đi dấn thân làm một ca sĩ chuyên nghiệp không? Em nghĩ rằng nếu chiến thắng trong cuộc thi này, em sẵn sàng tham gia vào showbiz, thậm chí lấn sang sang ý điện ảnh. Có thể là một Trương Tử Duy thứ hai của Việt Nam. Ok. Bởi em nghĩ rằng làm một cái điều gì đó cho đời mà mình đóng góp không cứ phải là nhà chùa, nhà sư đúng không? Người ta nói thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới đến chùa. Em tu tại gia và em làm Bồ Tát, không cần làm Phật đâu. Trước khi đến với idol em đã từng tham gia cuộc thi hát nào chưa? Dạ rồi, năm 2010 thì em cũng đã từng tham gia và chuẩn bị vào đến vòng 100. Thì thực ra cũng là một trong những gương mặt xuất sắc của vòng ngoài Hà Nội. Nhưng mà vì vào đến vòng đó em mấy ngày liền em cứ không phải hát rất là nhiều, rồi là dẫn chương trình, rồi khuấy động quần chúng. Thế là đến bắt đầu vào thi thì không còn giọng để hát nữa. Và chị Quỳnh cũng rất là tiếc vì là em đã không còn giọng để thi. Tất nhiên là cũng phải tôn trọng cuộc thi vì mình không thể xin trường hợp mình là ngày mai cho em thi lại được. Rồi, ok, cảm ơn em. Bây giờ em có thể hát một vài bài cho anh Quang Hình. Hát bằng chính khả năng của mình nhé. Một bài em thích nhất đó là bài Nhớ Mong Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Từ lâu lắm con mong thầy cùng tăng ni mau về đây. Phật tử đến nơi này niềm hạnh phúc vui sum vầy, thầy trong chiếc áo nâu son mà tình thương hơn đại dương, thầy như nắng tan giá lạnh, thầy như trái cây thơm lành, nguyện tinh tấn con tu hành. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dù anh ngủ đôi thông nghiêng xa mờ, ngần ngơ bóng liêu đỏ, mặt hồ xanh như mơ. To nha. Việt Nam Idol 2012 chắc chắn Diệp Hạ Trần sẽ giành giải nhất. Nếu như Hạ Trần không giành giải nhất, chắc chắn tai ban giám khảo và các bạn có vấn đề đó nha. Hãy ủng hộ cho tôi.